Đặc biệt là hôm nay tôi được diện kiến với lại ông Mai Quyền Linh, là một người tôi rất khâm phục. Quyền Linh là một người có nghị lực vươn lên vậy đó, nhưng mà với những cái việc làm nữa của Quyền Linh làm cho tôi khâm phục hơn. Ngày tháng dịch bệnh diễn ra rất ác liệt tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ, thì Quyền Linh ngày ngày làm công tác thiện nguyện. Hình ảnh đó trong tôi. Cảm ơn chú. Con rất là thích cái truyền thống của gia đình mình ý. Với lại là lúc mà con nhìn vào chú với cái cách mà chú miêu tả về vợ mình ý, thì con có một niềm tin hơn về bạn. Con nghĩ là bạn cũng sẽ yêu thương vợ, với lại là ghi nhận những cái mà vợ mình kiểu hy sinh cho gia đình. Nên là con cũng rất là kiểu thích cho gia đình mình. Có lẽ em xin nhường nhà gái giới thiệu trước. À hay quá, Lady First, mời nhà gái. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Thu Sương. Năm nay em 28 tuổi, em đến từ Quảng Bình. Hiện tại là em đang là chuyên viên marketing và đang sống và làm việc tại quận 7. Tên nghe rất là lãng mạn luôn ha. Mời em. Em xin chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và chào toàn thể khán giả trong trường quay. Em tên là Trần Tuấn Cương, quê ở Nam Định, sinh ra ở Lạng Sơn, học đại học ở Thái Nguyên và hiện đang sinh sống làm việc tại Đồng Nai. Nhiều nơi quá ha, nghe cái tên là thấy mệt rồi đó. Không có nhường ai hết trơn á. Dạ đúng rồi. Bên kia lãng mạn, bên đây cứng ngắc. Không, nhưng cũng không cứng ngắc lắm đâu, cũng có lúc mềm nữa. Lúc rồi, mà em làm công việc là bác sĩ hả? Dạ em nói ngắn gọn là bác sĩ, nói rông dài ra là nhân viên tư vấn, theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Dạ. Chuyên môn chính là gì? Dạ chuyên môn chính là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. À khoa ngoại, tức là luôn chăm sóc em bé đó ha. Dạ đúng. Liên quan tới em bé là lúc nào cũng nhẹ nhàng và dịu dàng hết đó nha. Dễ thương lắm á. Rồi mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình luôn đi em trai. Về khuyết điểm thì có lẽ là nhiều hơn ưu điểm. Khuyết điểm của em, khuyết điểm lớn nhất đó là em hay quên. Bác sĩ mà quên. Ừ. Hay quên mấy thứ lặt vặt thôi. À chứ đừng quên nha. Bác sĩ mẫu quên cái kéo là mệt lắm. Cái đấy thì em chưa xảy ra đối với em bao giờ. Em là hay quên như thế này. Ví dụ như là buổi sáng em hay dậy sớm, em nấu đồ ăn đem đi. Nhưng mà nấu rất là ngon, rất là thơm. Cuối cùng đến trưa mới phát hiện ra là mình quên không đem đi, thế là lại phải chạy về lấy. Ví dụ như vậy. Vậy là nặng rồi đó nha. Này quên cũng cỡ tôi chứ không phải vừa đâu. Khuyết điểm nữa là em không biết cua gái. Này là ưu điểm đó chứ. Đến nỗi mà bản thân của em còn phải bảo với bố em là bác ơi, bác phải dạy anh Cương cách tán gái đi. Em có mấy mối tình rồi? Em có ba mối tình chính thức là gặp mặt và một mối tình online thời còn sinh viên năm nhất. Mối tình vừa kết thúc cách đây 2 tháng. Chưa biết cua ai đó. Thôi đó cho bà mới biết. Tình hình bên nhà gái ưu điểm khuyết điểm sao nè? Về ưu điểm thì em là một người rất là nhân nhẹn hoạt bát, học mọi cái đều rất là nhanh, nói chung là cũng vui vẻ hoạt động. Về khuyết điểm thì em rất là mù đường. Dù em đã đi con đường đó rất nhiều lần rồi nhưng mà em vẫn không có thể xác định được phương hướng. Với lại là một khuyết điểm khác nữa là em cũng không có đảm đang lắm trong cái vấn đề nội trợ bếp núc. Chị thấy bên kia là nội trợ bếp núc là giỏi đó. Hồi nãy tự khen là mình nấu ăn ngon đó. Chỉ có điều là mai mốt nấu xong thì em chỉ cần nhắc nhở là anh ơi đem đồ ăn đi làm là được rồi. Em mới học xong, em vào đây làm thì một là khoảng cách, hai là cái môi trường mới, cái cuộc sống mới. Thứ nữa là lúc đấy bà nội em vừa mới mất, cho nên là cái tâm lý của em không ổn định. Không ổn định. Đấy là chưa biết nhường nhịn, chưa biết nhẫn nhịn. Rồi, còn gì nữa? Em chỉ thấy cái khuyết điểm lớn nhất của em đấy là đặt cái tôi của mình cao quá và chưa biết nhẫn nhịn. Đặt tôi cao quá. Thôi, đường tình duyên bảnh mấy mối tình? Chính thức thì chỉ có một mối tình, thì mối tình đó khá là lâu, từ hồi cấp 3. Được rồi. Tôi chịu chàng trai này nè nha. Bởi vì chàng trai này là cái người là biết nhìn nhận về cái thiếu sót của mình. Đúng rồi, nhìn nhận cái bản thôi. Chào chàng trai không biết cô gái. Chị nghĩ chắc là do em thụ động trong chuyện tình cảm đúng không? Có lẽ là vậy. Rồi giờ là mình đã sẵn sàng cho một cái tình yêu mới chưa? Em đã chính sẵn sàng chưa? Tình yêu mới chín chắn, em tự tin về điều đó. Tự tin là mình chín chắn rồi đúng không? Dạ. Vậy hình mẫu của mình sao mình nói luôn nè. Ngoại hình thì em không có quan trọng, em bác sĩ mà, em điều chỉnh được. Ví dụ cân nặng thì có thiếu quá thì em chăm sóc cho mập lên. Còn mập quá thì em lôi đi tập thể dục cho ốm bớt đi. Thậm chí trạng thái tâm lý bác sĩ cũng điều chỉnh được chứ bộ. Dạ đúng rồi. Đâu có gì lo đâu. Có một nhu cầu gì? Là chân thành và không giả dối. Rồi, để tôi qua tôi hỏi cho nhà gái coi có chân thành không. Không lẽ đi lên chương trình nói không, tôi giả dối lắm. Chào cô gái xinh đẹp. Con chào chú. Nãy giờ nghe chàng trai nói chuyện bên kia mình có cảm giác có một cái gì đó hợp với mình hay không? Con cảm thấy là bà bên cạnh cũng khá là thật thà, với lại là công việc thì
cũng ổn định. Đúng rồi, thật thà ta mới khai rõ ràng vậy ha. Bây giờ cái mong muốn, một cái mẫu hình lý tưởng của mình là người như thế nào? Con muốn bạn trai của con cao hơn con, để có cảm giác là được che chở ấy ạ. Con muốn người bạn trai của con có vẻ ngoài nam tính. Có nghĩa là nam thì con chia ra làm hai loại, là một người là dễ thương. Thương với loại nam tính thì con thích nam, bạn nam của con nhìn nam tính rắn rỏi. À, người ta hay nói là trai bụi bụi chút ấy ha. Dạ vâng. Đây anh đang ngồi vậy nè, cái anh nghe con muốn nhìn đàn ông nam tính cơ mà. Ông làm gì? À, mình không thích đàn ông ở cái đức tính gì? Con không thích đàn ông ở cái đức tính là kiểu nói mà không làm. Bác sĩ nói là làm đó, bác sĩ nói chữa bệnh là chữa bệnh. Đúng rồi. Bây giờ tiêu chí nhà gái đưa ra, mình cảm giác mình có khoảng bao nhiêu phần trăm đáp ứng được? 100%. 100% luôn. Trời ơi, quá trời tự tin. Thấy rồi chưa? Thấy bác sĩ của tôi chưa? Nhà gái đi với ai? Đi với ai cơ? Dạ con đi với những người bạn thân của con. À, dạ xin chào bên nhà trai. À, chào anh và chào chú Quyền Ly cùng với lại chị. Nhà trai của mình thì em thấy thứ nhất là về cái công việc thì nó giống như Sương á, thì là một công việc cũng ổn định và em đánh giá rất là cao về cái công việc bác sĩ, tại vì đặc biệt là trong thời gian mà dịch giả như vậy thì cũng rất là vất vả nhiều. Cái thứ hai là về tính cách thì em thấy là bạn là một người rất là chân thật, có sao thì mình nói đúng như vậy. Về đặc điểm về ngoại hình mà Sương có muốn một bạn là phong trần, một bạn hơi bụi bụi thì ở đây mình thấy là tương đối ổn. Về phía của Sương thì cũng rất là mong muốn là Sương có thể tìm được một bạn nam có thể đồng hành với Sương trong khoảng thời gian, em nghĩ là có thể càng dài càng tốt sắp tới. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn những người bạn tuyệt vời. Cương đi với ai Cương? Dạ em đi với bố mẹ của em ạ. À dạ. Yeah. Xin chào ông Mai Quyền Linh, bà mối Ngọc Lan. Xin chào cháu gái. Dạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Minh Cường, là cha của Tuấn Cương. Bên cạnh tôi là thủ trưởng của tôi. Đặc biệt là hôm nay tôi được diện kiến với lại ông Mai Quyền Linh, là một người tôi rất khâm phục. Quyền Linh là một người có nghị lực vươn lên. Vậy đó, nhưng mà với những cái việc làm nữa của Quyền Linh làm cho tôi khâm phục hơn. Ngày tháng dịch bệnh diễn ra rất ác liệt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ, thì Quyền Linh ngày ngày làm công tác thiện nguyện. Hình ảnh đó trong tôi. Cảm ơn chú. Bà mối Ngọc Lan thì là một người đàn ông, tôi cũng chỉ nói lên suy nghĩ của nhiều người đàn ông khác. Đó là đẹp lắm, dịu dàng lắm. Với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, tôi rất ấn tượng, cho nên là tôi đã nghĩ ra đôi dòng. Tôi muốn đọc lên. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mang niềm vui đến tới cho nhiều người. Ông Mai bà mối tuyệt vời, xe duyên tác hợp nhiều đôi nên tình. Hóm hình tế nhị Quyền Linh, xinh đẹp tận tình đã có Ngọc Lan. Vun hạnh phúc rất thành tâm, nhiều đôi bấm nút gieo mầm tình yêu. À, bạn nữ, cháu gái và con trai tôi, thì tôi chỉ có những lời tâm sự thế này. Khi các con đã muốn được tham gia chương trình đến đây thì các con hãy cho nhau cơ hội, cố gắng là chia sẻ với nhau nhiều hơn, để từ đó hiểu nhau nhiều hơn, cảm thông nhiều hơn, các con sẽ yêu thương nhau hơn. Sống cùng với mẹ 30 năm trời, cha hiểu hơn về mẹ. Và xin phép tôi được đọc tại đây một bài thơ mà tôi đã viết tặng mẹ của con trai tôi. Trời ơi! Nhân ngày mùng 8 tháng 3, tặng vợ yêu nhân ngày mùng 8 tháng 3, là vợ em chu đáo từng ly từng tí, lo hàng ngày so vừa bí bữa ăn. Là vợ em chỉnh chu tỉ mỉ quần áo anh, không để tí nếp nhăn. Là vợ em sửa túi nâng khăn, anh rượu say không cằn nhằn than thở. Là vợ em thủ thủy đêm nằm, nhẹ nhàng đằm thắm ân cần đam mê. Em là mẹ, người mẹ hiền tận tụy, thức thâu đêm khi con ốm con đau. Em là mẹ, người mẹ hiền chu đáo. Em là tất cả với tôi. Em cho tôi cả một đời được yêu, được nhớ, được thương, được chiều, được sống ý nghĩa, được yêu trọn tình. Xin hết ạ. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú rất nhiều những tình cảm chú dành cho tụi con và đặc biệt là chương trình nha. Dạ. Chúc cô chú mạnh khỏe. Chúng ta mở rào nào. Bắt đầu đó Cương.
chuẩn bị nha. Có hai món quà, thứ nhất là bó hoa sáp. Đó. Món quà thứ hai, chiếc bút. Đối với anh, môi trường làm việc của anh á, chiếc bút nó rất là quan trọng. Và có thể đối với cuộc sống thường ngày, nó cũng là chiếc bút để ghi lại những khoảnh khắc, những tâm tư hàng ngày của em. Và giải duy băng này, nó có nghĩa là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu, tình yêu thủy chung. Nếu như em bấm nút, sẽ có một câu chuyện sau đấy chờ em. Em cảm ơn. Không biết là nhìn thấy anh em có cảm nhận như thế nào? Em thấy anh có vẻ ngoài ưa nhìn cũng chững chạc. Anh thì là bác sĩ. Trước kia anh cũng có được thử hưởng cái khả năng làm thơ của bố anh. Nãy em quên không đọc tặng chương trình. Có vài câu thơ gửi tặng em. Đó là: đôi nút bấm, thời gian đếm ngược, một trái tim duyên nối tức thời, khẩn trương đồng ý em ơi, hai tay nắm chặt, mình rời trường quay. Ủa, hai đứa giờ có cần tìm hiểu không hay bấm nút vô rồi đi về luôn? Dạ chắc là bấm nút chỉ là thủ tục ấy. Trời ơi trời. Anh chia sẻ một vài điều với em như thế này. Môi trường làm việc của anh là môi trường rất là bận bịu, rất nguy hiểm. Trước kia anh với bạn anh, một người bạn mà anh hay đối thơ, bạn ấy thì sau đấy đã gặp tai nạn điện giật và tử vong. Điều đó anh không có ai anh đối thơ nữa. Thì cái tài năng nó cũng lụi tàn dần, nhưng mà cũng may là cũng vớt vát được chút xíu để tặng em mấy câu thơ đó. Có làm hai câu thơ như thế này. Đấy là nói vui thôi. Nhất tâm đừng lấy chồng bác sĩ, buồn lắm ai ơi, tủi lắm thay. Tức là như thế nào? Có thể những ngày lễ, những ngày đáng lẽ mà được nghỉ như là thứ bảy chủ nhật, có thể được đi chơi với nhau, nhưng lúc đấy anh lại có thể anh vướng trực. Nếu như em bấm nút thì dù có bận đến mấy, anh cũng sẽ sắp xếp được thời gian cho em. Nếu không được cả ngày thì cũng được một vài tiếng. Thậm chí nếu như em chỉ có rảnh buổi tối, anh cũng có thể là anh đến buổi tối rồi anh có thể tìm nhà nghỉ anh ngủ lại, xong xong anh về làm việc. Đó là chuyện bình thường. Đó, dạ. Sao em gái cảm nhận sao? Em muốn hỏi một xíu là tại vì em là một người kiểu hay thích trò chuyện ấy, nên là với lại là cái tình cảm của em nó sẽ được xây dựng dựa trên cái việc hiểu nhau, qua cái việc trò chuyện. Thì công việc của em cũng khá là bận rộn ấy, thì em không biết là em có thời gian cho cái việc đó hay không. Em thường rảnh vào lúc nào? Em thì sau khi đi làm về buổi tối. Tối rảnh vào khoảng mấy giờ? Sau 8 giờ. Được, anh sẽ ngày nghỉ em có rảnh không? Thứ bảy chủ nhật. Dạ có, em được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Nếu mà không vướng trực thì anh cũng được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Dạ. Thì anh sẽ sắp xếp ít nhất là một ngày trong tuần để anh có thể xuống được với em. Không biết là quan điểm về tình yêu của em như thế nào? Quan điểm về tình yêu của em ý, thì đối với em là người yêu, người bạn. Em mong muốn là có một người mà kiểu hai người sẽ đồng hành với nhau. Ví dụ như trong công việc thì sẽ cùng nhau động viên nhau để phấn đấu vươn lên, hoặc là cùng nhau chia sẻ những cái chuyến đi chơi, em thích đi chơi. Hay là nếu như mà bình yên thì có thể là cùng nhau ngồi đọc sách. Thì đó là một cái đối với em, người yêu và là người bạn là hai cái người đồng hành để cái mối quan hệ nó vững chắc. Em có thích được chụp hình không? Anh thích chụp hình lắm. Dạ có, em thích chụp hình. Anh có mua máy ảnh để chụp. Dạ, anh chụp. Nếu mà đẹp có gì đi chơi với nhau thì anh lại được tác nghiệp rồi. Chị cũng thích được chụp hình lắm đó. Nên mốt hai đứa đi chơi rủ chị đi. Dạ được, nếu mà chị rảnh. Ừ, bạn gái em không thích chụp hình nhưng thì chụp chị. Nhưng mà tự nhiên không gian riêng của hai đứa. Ờ, chị quên. Thôi quên. Ta đang đi chơi riêng thằng nhào vô chụp hình chung để tôi chụp cho. Rồi bây giờ hai đứa nói về vấn đề lập nghiệp đi. Nhà trai nói trước. Không biết là em có đồng ý về Đồng Nai sinh sống cùng với anh không? Ba mẹ anh đã mua cho anh một mảnh đất nhỏ, một ngôi nhà nhỏ trên đấy, hiện tại anh đang sống được. Nhưng mà nếu mà về sau lập gia đình á, thì ngôi nhà đó sẽ phải đập đi và xây lại ngôi nhà mới khang trang hơn. Em thì em vẫn, hiện tại thì em vẫn thích Sài Gòn. Tại vì Sài Gòn vui, với lại là bạn bè này nọ trên Sài Gòn hết. Với lại là cơ hội nghề nghiệp của ở trên Sài Gòn cũng nhiều hơn. Trời ơi, nhà gái ơi, Đồng Nai ta có sân bay quốc tế. Đồng Nai cũng vui mà. Vui lắm luôn mà, cây cầu bắc sông là qua Đồng Nai cũng có xa gì mấy. Em cứ đi với anh, khác vui. Em là em thích các địa điểm thiên nhiên. Em đang có dự định đi vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Nhưng mà thời gian bận quá, chưa có được. Gì vậy, sao? Em đi Nam Cát Tiên rồi. Rồi vậy mày muốn làm hướng dẫn viên cho bạn luôn. Đi rồi thì dẫn con đi chứ làm gì, vừa nghe Nam Cát Tiên. Ý là em thấy Nam Cát Tiên rất là đẹp, em rất là thích cái chỗ đó. Đừng có dạy,
Hôm nay chuẩn bị đất tăng rần luôn á. Không chịu, tôi bấm nút rồi tôi nghiệp. Tôi khoái này lắm á. Ở dưới tôi còn mấy con em nữa kìa. Đó. Phải luôn Cường nè. Cường bước tới nắm tay Sương. Đó. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau. Đó, Cường nói gì đi. Nếu như em có bấm nút thì anh sẽ dành tất cả thời gian của mình, công sức của mình và tất cả sự quan tâm anh tích lũy được trong suốt những cái năm tháng anh học, năm tháng anh làm, để anh cho em được một tình yêu đẹp nhất. Hai đứa nắm tay thấy sao, cảm giác sao? Có tê tê rồi có gì không? Đối với bác sĩ thì em thấy là ấm, chưa có thiếu máu đâu. Mạch đập lên nhiêu rồi? Mạch thì phải bắt mạch mới biết được. Nhưng đâu, mà bác thử coi là mạch có đang loạn không? Mạch loạn nhiều khi là nó bệnh ấy chị ơi, không được đâu. Ngày là mạch vẫn tốt ạ. Có hơi nhanh một chút. Cảm xúc em gái thấy sao? Em cũng hơi run một xíu. Có thấy thích thích gì không? Có một tí. Có tí tí là được rồi. Được rồi đó. Cũng chỉ cần một tí ban đầu thế là tốt rồi. À vậy hả? Nào, em gái có bấm hay không? Có không? Bấm. Em bấm. Chúc mừng hai đứa. Một chàng bác sĩ rất là có duyên nha. Cực kỳ có duyên, có cực duyên kỳ hài hước luôn. À, nói với bố mẹ gì đi. Bố mẹ yên tâm, con sẽ dành hết tình cảm yêu thương cho bạn. Em cứ yên tâm, đây có bố mẹ anh không nói dối được. Đó, hay. Câu này hay. Bây giờ ba mẹ của Sương đang theo dõi chương trình này. Cương nói gì với ba mẹ của Sương nữa đi. Con chào hai bác. Con hôm nay đã may mắn được bạn Sương bấm nút. Con xin hứa với hai bác là sẽ cố gắng quan tâm và chăm sóc bạn Sương thật nhiều bằng tất cả tấm lòng của con. Tuyệt vời, thấy chưa Sương? Em nói một cái gì đó với ba mẹ của bạn trai. Dạ, con chào cô chú. Con rất là thích cái truyền thống của gia đình mình ý. Với lại là lúc mà con nhìn vào chú với cái cách mà chú miêu tả về vợ mình ý, thì con có một niềm tin hơn về bạn. Con nghĩ là bạn cũng sẽ yêu thương vợ, với lại là ghi nhận những cái mà vợ mình kiểu hy sinh cho gia đình. Nên là con cũng rất là kiểu thích cho gia đình mình. Hay lắm. Em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên là Đặng Thị Ngọc Diễm, năm nay em 35 tuổi. Em đến từ Tiền Giang. Hiện tại em đang làm kế toán cho một công ty giao thông vận tải tại Hồ Chí Minh ạ. Đang run hả? Dạ. Này ôm một cái cho hết run nha. Diễm quê Tiền Giang hả? Dạ. Vậy là quê cùng với Linh đó nha. Dạ. Mời em trai. Lần đầu tiên xin chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan. À, bạn gái bên kia và quý vị khán giả có trong khán phòng ngày hôm nay, là chào trân trọng nhất. Mình là Nguyễn Nhân Diện, năm nay 44 tuổi, quê thì ở Cái Lậy, Tiền Giang. Tiền Giang luôn. Dạ. Giờ hiện tại đang công tác và làm việc là sinh sống ở Bình Dương, Thuận An, Bình Dương. Diện làm gì Diện? Dạ, nghề nghiệp của em là dược sĩ anh. Rồi bán thuốc hay là hiện nay là bán thuốc hay là sản xuất thuốc? Dạ, em có một cái cửa hàng của riêng em. À, cửa hàng bán thuốc luôn á hả? Em tự mở, em quản lý cũng cá nhân em luôn. À, là chủ cửa hàng đó luôn. Dạ. Bạn Diễm là ở đâu, huyện nào Diễm? Dạ, em ở Gò Công Tây ạ. À, cách xa khoảng mấy chục cây số thôi. Dạ. Mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của nhau đi, bạn gái nói trước đi. Ưu điểm của em thì là thân thiện, hòa đồng, với lại thiên về tình cảm gia đình. Còn khuyết điểm của em là nấu ăn không giỏi và giao tiếp cũng không giỏi. Còn nhà trai? Ưu điểm của em là nhậu rồi cũng ít. Rồi thứ hai nữa là không hút thuốc. Nhược điểm của em thì cũng hơi nóng tính chút. Nóng quá thì mày làm gì nè? Cũng bỏ đi đâu đó khai khỏa một thời gian rồi cho nó đỡ chứ đâu. Nóng quá đừng có làm bậy nha. Dạ. Nóng quá có đập đồ được không? Dạ không chưa chị. Đập luôn cũng sao đâu. Rồi thứ hai nữa là nhược điểm là hơi luận thuộn. Đồ đạc thì để trong phòng nhiều khi chưa ngăn nắp lắm. À. Tại ở con mình. Rồi đường tình duyên của Diện là sao? À dạ, em có hai mối tình. Một còn trẻ là 23 tuổi thì cũng có quen một cô kia, rồi trong cái mùa ông thi rồi quen xong rồi tới làm hồ sơ đi thi các trường á, thì đi thi xong rồi mỗi người mỗi ngã rồi mất liên lạc luôn, chia tay luôn. Dạ. Người ấy rồi không biết đậu gớt rồi coi như là sao luôn rồi không liên lạc được nữa. À còn dài đây gần đây thì có một mối, nhưng mà nguyên nhân là có người thứ ba xuất hiện rồi thử. À người thứ ba xuất hiện ha, không biết nhà gái sao. À chỉ có một mối tình hả, là cũng lâu rồi, từ năm 2011 đến hôm nay, và
sau đó cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng chưa có đi đến đâu à. Người ta là không có kinh nghiệm luôn đó. Vậy ở bên đây hai mối thật ra cũng không có gì sâu sắc luôn á. Mẫu hình lý tưởng của mình đi. Trước tiên không hút thuốc. Rồi bên đó là không hút không thuốc. Không hút. Biết quan tâm chăm sóc và không gia trưởng á. Bên đây chắc không gia trưởng, ở đây cũng hiền lắm. Dạ. Nãy giờ cũng rung y chang bên đó vậy đó. Bây giờ mình muốn cái người bạn trai mình cao bao nhiêu? Cao hơn em một chút được không? Cao là có cao á, nhưng mà mập hay ốm? Dạ, thích mập dạ, hay em ốm? Chào anh. Dạ. Cao lắm. Em gái thích mập hay ốm? Ừ, dạ mập một xíu đi anh. Trời. Ốm rồi mất công đi ra người ta nói là khó nuôi. Có luôn. Mập có mập. Dễ thương lắm. Búp mếp. Làm như chương trình tuyển hay sao? Tôi tuyển mà tôi đọc hồ sơ người ta mới tuyển giống như vậy, nay hỏi lợi thôi. Dạ. Hiểu không? Rồi còn em trai? Người yêu của em thì biết nấu ăn thôi. Rồi thứ hai nữa hiền. Rồi biết lễ phép gia đình. Rồi thứ hai chung thủy. Dạ ai người ta cũng mong muốn có bồ vậy hết trơn trời anh. Dạ. Cái điều gì anh không thích nè? Không thông minh. Cái ù xăm nhỏ nhỏ cái trái tim ngay trán là được. Không có ai mà đi xăm trái tim ngay trán hết trơn trời. Ví dụ nhỏ nhỏ là lỗ tai. Ví dụ cũng kỳ cục. Hay xăm cổ tay. Con gái giờ hay xăm cổ tay á, dễ thương lắm. Xăm gì đó được có thể chăm chế được. Được đúng không? Nhỏ nhỏ dễ thương mà. Thẩm mỹ đẹp mà. Nó liễu bự quá thì thật ra xăm mình nó là một cái nghệ thuật. Biết về nó thì thật ra nó rất là đẹp luôn á nha. Mỗi một hình xăm nó đều có một cái ý nghĩa khác. Đúng rồi, hình xăm cũng không phải nói lên tính cách con người. Có nhiều người xăm nhưng người ta rất là hiền. Qua tôi coi coi có xăm mình đúng không đó. Không, sao coi. Chào em gái Tiền Giang. Dạ. Có xăm mình không? Dạ không. Có không? Dạ. Không có à. Chắc không? Chắc à. Nãy giờ yêu cầu nha, trai đưa ra đó, mình thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Đáp ứng được cái chung thủy, không xăm mình. Bao giờ thì mình có thể đi đến kết hôn được? Gia đình em cũng hối lắm rồi. Hối lắm rồi hả? Nếu mà có điều kiện thì là năm nay hoặc là năm sau thì cũng được à. Ngon. Năm nay luôn á, chứ bên đây cũng lớn rồi. Năm nay? Năm nay lấy được, giờ mới đầu năm à. Tôi thấy nhà trai tôi chịu cái ý kiến bên nhà gái rồi đó. Trong năm nay được không? Dạ được chị. Quá được đúng không? Dạ. Bên đây cũng ngon nhá. Chào phúc. Được đó. Bây giờ là anh đi với ai? Dạ đi với 16 à. Có một cậu cũng dạ. Mở 16 à, kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Qua cái trao đổi ngắn trên chương trình thì cậu mở nhận thấy là cháu gái có một gương mặt rất là dễ nhìn, hiền và có công việc ổn định. Công tác cũng tại thành phố Hồ Chí Minh là cũng thuận tiện cho nhà trai, cháu trai cũng Bình Dương thì lên xuống cũng gần. Thì cậu mợ cũng mong muốn rằng là hai cháu tạo một cái cơ hội để tiếp cận và đi đến hôn nhân một cách sớm nhất. Xin dạ. À, cảm ơn mợ Sáu. Cảm ơn mợ. Sớm nhất nha, nhà gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với chị đồng nghiệp ạ. Con xin chào cô chú bên đại diện nhà trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em làm chung với Diễm cũng được 2 năm. Thì Diễm là người rất là hiền lành, sống tình cảm, là người phụ nữ của gia đình. Theo yêu cầu của anh thì em thấy Diễm rất là phù hợp. Em chỉ mong là anh nghiêm túc trong tình cảm. Và nếu như mà anh và Diễm có duyên á, thì mong anh là chăm sóc và quan tâm Diễm nhiều. Tại vì em thấy Diễm rất là chân thành, một cô gái rất là tốt. Rồi, cảm ơn em gái. Mình cùng là dân Tiền Giang hết, nó dễ tìm hiểu ha. Dạ. Dễ nói chuyện với nhau. Mở rào. Bắt đầu đi viện. Bước qua liền. Chào em. Dạm ngõ luôn. Lần đầu tiên em có món quà trên tặng em không? Dạ em cảm ơn. Dạ. Em cũng cảm ơn anh món quà. Dạ, cảm ơn em. Anh nhìn em thì xinh xắn dễ thương. Dạ. Em mà hồi nãy em nói em công tác kế toán ở thành phố mà ở quận mấy vậy? Dạ em làm ở quận Tân Bình á anh. À thì cũng gần, anh ở Bình Dương. Dạ. Cái quan điểm hôn nhân của em thì sao? Dạ. Vô liền. Quan điểm của em là lẹ chung thủy, san sẻ và cảm thông. Anh thì có điều đó, anh đã đặt cái điều đó mà. Chung thủy nãy anh đang hàng đầu. Dạ. Hai bạn ơi. Cái gia trưởng hồi nãy em có nói thì anh không có gia trưởng đâu. Dạ. Tính anh thì cũng hiền lắm. Dạ. Thì hiện tại thì vô liền. Anh kinh doanh làm ăn bình thường thôi. Nhưng cái gì anh thấy thì cũng sao. Còn cái toán của em thì bây giờ ở khu công nghiệp, anh ở gần khu công nghiệp thì cũng nhiều lắm, dễ anh lắm. Dạ. Có điều kiện thì mình về chung cũng tiện ha. Rồi em vô chỗ ai trời. Vô liền vô. Tấn công liền thấy không? Thì em đến đây á là cũng muốn là cho mình một cơ hội và cho người đối diện một cơ hội. Anh cũng vậy. Dạ thì tôi. Vậy bấm nút luôn hả? Ủa vậy là xong rồi hả? Ừ xong rồi đó hả?
được dạ, không quá được chị, quá được, bấm nút đi, quá được, bấm nút đi, bấm nút đi. Bây giờ hai người tiến tới nắm tay nhau cái có được không? Cho nắm tay em. Ừ. Nắm tay em rồi anh gửi một em một ca khúc như là tình ngàn có nhau. Ok. Anh không tìm người yêu lý tưởng đâu em, anh không tìm người yêu tuyệt đối đâu em, anh không tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đài cát cắm hoa lụa là vàng son. Anh không tìm người yêu thái trắng đội đen, anh không tìm người yêu say đắm sao hoa, anh không tìm người yêu ngọc ngà cao quý vàng son em ơi. Hay quá. Được hay không các bạn sẽ quyết định ngay tức khắc bằng nút bấm của mình. Chứ nhà trai tôi muốn lấy vợ lắm rồi đó. Lấy vợ đi làm chủ tiệm thuốc. Chúng ta chờ trong giây lát. 1 2 3 hết thời gian. Bấm nút. Đã chính thức mình hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ mình nắm tay nhau nào. Nắm vậy nè, sang đan tay vô. Nó xì tin dâu chút xíu đó. Được không? Cho được em. Bây giờ là chính thức hẹn hò với nhau nha. Không e ngại gì nữa nha. Được chưa Diễm? Anh nghĩ rằng đúng với người em đã mong muốn đó. Chúc hai bạn sẽ hạnh phúc nha. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em tên là gì? Dạ em tên là Kiều Diễm ạ. Kiều Diễm. Dạ. Hèn chi quá sức là Diễm Kiều. Diễm hiện giờ đang làm việc ở đâu? Dạ em bây giờ đang làm nữ hộ sinh tại trung tâm y tế dự phòng huyện Bình Chánh. À vậy hả? Dạ. Làm gì bạn? Dạ, nữ hộ sinh ạ. Rồi để xem bên Nam bạn đang làm gì. Xin mời bạn Nam. Chào bạn. Dạ em chào anh. Bạn tên là gì? Dạ em tên Nguyễn Bá Hiệp. Bạn đang làm nghề gì? Em là kỹ sư của công ty cổ phần cơ khí xây dựng Tháp Kim. Bạn làm kỹ sư? Kỹ sư. Dạ. Kỹ sư về gì? Kỹ sư về kết cấu ấy. Dạ. Bạn đã làm công trình nào? Công trình hiện tại đang làm công trình trên Bình Thuận này. To không? To lắm. Chứa hàng triệu khối nước. À vậy à? Dạ. Một cái người có tài như vậy, nhìn cũng điển trai như vậy, lịch dạ. sự như vậy, tại sao chưa có người yêu? Có lẽ là mình vẫn chưa đủ tinh tế để khống chế tình yêu anh. Chưa đủ tinh tế để khống chế. Hay vậy ha. Ủa tình yêu vậy là phải khống chế hả? Khống chế là sao bạn? Nói chung là nó trong tầm quyền kiểm soát thì mới Em nghe chưa? Nếu bây giờ em làm đối tượng tình yêu của bên đó là em là nằm trong tầm kiểm soát của bên đó nha. Bây giờ chị hỏi em vấn đề chị với Linh đang tranh cãi nè. Bây giờ dạ. hiện tại là trước đây em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ một ạ. Một? Dạ. Cũng có gọi là chút kinh nghiệm để trao đổi đúng không? Bây giờ chị hỏi em nè, hiện tại bây giờ phụ nữ người ta cứ quan điểm là không cần đàn ông, có con thôi cũng được, nếu thì em nghĩ sao? Dạ theo suy nghĩ của em ấy ạ, nếu như mà xác định từ ban đầu mà lấy chồng á thì mình sẽ chọn một người làm sao mà đối xử tốt với mình, rồi biết là quan tâm lo lắng cho gia đình nữa, thì lúc đấy nếu có con thì chắc là nó sẽ hạnh phúc hơn. Đúng rồi, đương nhiên là như vậy. Dạ. Nhưng mà bây giờ em nghĩ sao việc là hiện tại giờ nhiều bạn trẻ là không cần đàn ông? Chắc họ giỏi giang quá. Họ giỏi giang quá, còn riêng em là em vẫn cần đúng không? Dạ. Nên hôm nay em đến đây ạ. Vẫn cần. Đó. Thế bây giờ em yêu cầu em cần như thế nào về người bạn trai, người đàn ông của mình? Dạ, người bạn trai của em thì cao tầm 1m67 trở lên. Có suy nghĩ chín chắn, biết là quan tâm đến người khác, không gia trưởng. Không gia trưởng. Dạ, còn nếu về vấn đề hút thuốc với lại uống rượu bia á thì trong cái mối quan hệ ví dụ giao tiếp này kia thì chút ít thôi, tôi còn nhiều thì em không muốn làm thị nở. Không muốn làm thị nở thì là chí phèo hay uống nhiều ấy ạ. Gặp mặt ăn vạ đúng không? Dạ đúng. Quê bạn ở đâu? Dạ em ở Thanh Hóa. Thanh Hóa. Cả hai người đều là cùng quê Thanh Hóa đó anh. Ủa bên đó Thanh Hóa luôn? Dạ Thanh về Hóa đồng luôn. Hương rồi. Dạ. Đồng Hương được cảm tình nhiều hơn đúng không? Về quê rồi chung thể. Một lượt cũng đỡ ha. Ừ. Theo bạn thì cái người yêu của mình cần có những cái điểm tốt như thế nào? Tốt người thì em thích một người nói chung cũng phải một cô gái năng động, nói hơi nhiều xíu. Tại sao lại nói nhiều? Vì em nói nhiều quá, ai cô ấy nói nhiều bớt đi cho em hãm lại. Không thích gì ở người phụ nữ? Người nữ là một cái gái mà bướng quá chẳng hạn, hoặc lười quá, hoặc là về nữ công gia chánh là không biết là không được. Tức là phải biết cái đó đúng không? Lười thì chắc tại bên này không có em, lười em đâu. Em là ông em còn biết mà. À rồi, ngoại hình theo bạn thì bạn thích ngoại hình như thế nào? Nói chung là tính cách thì ưu tiên hàng đầu anh, ngoại hình thì có thể xét sau.
Nói chung cô gái phải cao, 1m6 đến 1m7, rồi tóc dài, da trắng, có má lún hoặc răng khểnh. Trời ơi, vậy mà nói xem tính tình trước không cần ngoại hình. Ngoại hình là thứ hai, nói ra ngoại hình thấy ghê luôn vậy đó. Trời ơi, con đây là hình mẫu lý tưởng mà. Hả? Hình mẫu lý tưởng. Lý tưởng hả? em thích bạn trai em sao ngoại hình á, thì chị qua chị coi cho. Cũng to cao nhân Quyền Linh ấy ạ. To cao nhân Quyền Linh. Dạ. Anh không có to cao nha. Dạ. Anh hơi mập chút thôi. Con trai con thì cần tốt. Để chị coi. Cao thì chắc là có cao rồi đó, mà không có to bằng anh Linh. Em lấy vợ về vợ đúng không? Bồi dưỡng cho to. À, lấy vợ về và bồi dưỡng cho to. Mà sao em nói là ngoại hình quan trọng thứ gì mà em đưa ra tiêu chuẩn gì mà nhiều quá vậy? Hôm nay là hình mẫu lý tưởng nhé. Chứ chị còn ngoài đời không sao. Không cần lý tưởng vậy cũng được đúng không? Chỉ cần tốt là được đúng không? Vâng. Chúc mừng em. Chàng trai kỹ sư này thì nói chung là phong thái hết sức là gọi là nghệ sĩ ha. Nhưng để xem bạn gái thế nào. Dạ, em chào anh. Chào em. Dạ. Nữ hộ sinh. Em bắt đầu nữ hộ sinh bao lâu rồi? Dạ, em học thì học 3 năm, còn đi làm mới 1 năm. À vậy à? Dạ. Em có thể nói cho anh nghe, cánh đàn ông nghe chút xíu. Cái người chuẩn bị sinh ra, cái niềm vui lớn nhất là gì? Niềm vui là chuẩn bị đón một thành viên mới trong gia đình ạ. Em ơi, lúc mà em khám thai hiện nay có nhiều người có con mà không có chồng không? Dạ, cái đấy thường thì không ạ. Không hả? Dạ. Hay là em khám chính thức cũng có mấy người khám chui không? Có chính thức ạ, với lại làm ở trung tâm y tế nữa mà anh. À. Bạn bên đây có nụ cười rất là gì, có duyên. Rồi bây giờ thì đó. Chúng ta kéo màn lên để cho rồi. Hai bạn gặp nhau. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Kéo màn lên. Ngại quá. Có gì đâu ngại em. Mình coi như mình đang đỡ đẻ đó. Rồi. 2 phút bắt đầu. Dạ, rồi, em chào em. Trước đến chương trình thì em cũng có bông hoa tặng em. Cái này là quà sơ cua vì quà dạ. Quà thực sự là đang trên Đà Lạt chuyển về. Dạ em cảm ơn. Ngại quá. Trước tiên thì phụ nữ luôn được ưu tiên, thì em muốn hỏi gì với anh không? Dạ, anh Thanh Hóa, anh ở huyện nào ấy ạ? Không, anh ở thị xã Bỉm Sơn. À, em Hà Trung, rất gần nhau anh ạ. Dạ, em có tìm vào duyên số không? Dạ, duyên số là có. Có. Dạ. Thì em có nghĩ đây là cái duyên của ông trời sắp đặt không? Duyên thì chúng ta trong cuộc sống mà nếu như gặp một ai ấy, thì chúng ta có duyên đấy ạ. Còn có số ấy, thì em không biết. Anh nghĩ là việc bây giờ chỉ cần thiết nhất là em bóng trương, còn lại cứ để anh lo. Trời. Trời ơi, một cái lời đề nghị, em cứ nhấn chuông còn chuyện đòn lại để anh lo. Đó là đề nghị của chàng trai, còn bạn đề nghị thế nào? Đấy, hay nhất là khoái, hay nhất là... Không, giải điệu cười em nó như thế. Có ai khen nụ cười em không chưa? Có đồng tiền mà có đồng điếu. Dạ. Có ai khen nụ cười em chưa? Dạ có chứ ạ. Nhiều chàng trai khen đúng không? Dạ không, toàn các cô làm đúng thôi ạ. Rồi, nhanh lên, còn 30 giây nữa. Ừ. Anh có người gia trưởng không? À không, anh người dễ bị bắt nạt lắm. À tập. Thế được, em hơi đánh đá. Hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 và 3. Hết thời gian. À, hình như bạn gái bạn có vẻ hơi hồi hộp bối rối nè. Lý do tại sao vậy? Tại bối rối trước anh. Anh hỏi nhiều quá. Nghe của chàng. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Thường thì cũng có rất nhiều bạn gái đến với chương trình với tà áo dài Việt Nam, nhưng mà hôm nay là đầu tiên tà áo dài màu trắng. Màu trắng rất là tinh khôi. Bạn tên là gì? Dạ em tên Thu Hiền ạ. Hiền năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 29 tuổi. 29. Dạ, Hiền hiện đang làm gì? Dạ em làm giáo viên ở tỉnh Long An ạ.
À, giáo viên dạy về môn gì em? Em dạy tiểu học cho nên dạy hết tất cả các môn. Tiểu học dạy hết tất cả các môn ha. Rồi, Hiền rất là hiền, đang dạy học ở Long An. 29 tuổi. Cũng lớn rồi đây. Chàng trai của chúng ta. Chào bạn. Bình tĩnh. Bên kia là bạn Hiền, giáo viên 29 tuổi. Còn bạn? Dạ em tên là Nguyễn Văn Út, năm nay em 30 tuổi. Dạ em làm nhân viên văn phòng cho công ty trung tâm nghiên cứu sinh học Biosin. Ở đâu? Dạ ở Hóc Môn. Mà bạn 30 tuổi mà bạn chưa có người yêu hả? Dạ tại tiền chưa đủ để rước người về nhà. Bao nhiêu thì mới đủ rước bạn về nhà? Thì cảm thấy mà mình rước người ta về mà mình thấy mình lo đủ cho người ta đủ no đủ mặt là được rồi. Tức là giờ chưa đủ để lo cho người ta ăn no, chưa đủ mặt luôn. Ủa bạn, bạn làm lâu lắm mà chưa có đủ tiền hả? Dạ thì cũng nói chung là đủ sống. Đủ sống thôi. Dạ. Bạn sống đang sống một mình hay sống với gia đình? Dạ sống một mình. Một mình? Dạ. Tức là có nhà riêng rồi? Dạ chưa. Ở nhà trọ. À tức là bây giờ muốn có nhà mới rước nàng về dinh đúng không? Ngày hôm nay đủ chưa mà dám ngồi đây? Cũng tạm, nói chung tạm hay là gần đủ rồi. Gần đủ hả? Có gửi ngân hàng rồi đúng không? À vậy được rồi. Hiền ơi, thật sự bây giờ em trong lòng em đã muốn lấy chồng chưa? Dạ có. Bà cảm thấy mình trễ chưa? Thấy cũng trễ trễ rồi. Cũng trễ trễ rồi ha. Dạ. Thì mình hạ tiêu chuẩn xuống thấp một chút ha. Thì bây giờ bạn trai bên kia là người ta cũng thật tình là chưa có nhà. Công việc thì cũng tương đối ổn định, sắp sắp đủ rồi nhưng mà chưa đủ, sắp sắp thôi. Bây giờ em nhắm em có cho động lực để người ta đủ luôn được hay không? Giờ em yêu cầu như thế nào về người bạn trai của mình? Muốn bạn trai em cao khoảng 1m6 trở lên. Tính tình thì không nóng, không để tóc dài. Không để tóc dài. Bên đây tóc dài thọn luôn. Rồi, đi luôn. Bạn ấy chơi thể thao với biết nấu ăn, tại em nấu ăn cũng hơi tệ. Bên đây thể thao giỏi luôn, tập tạ nè. Đúng đã lắm. Biết nấu ăn không? Biết nấu ăn bạn. Dạ, cái đó thì rất là giỏi luôn. Rất giỏi luôn đúng không? Dạ. Rồi, ở mình mà phải nấu ăn chứ. Nhưng mà người ta nấu thôi, em cũng phải rửa dọn nha. Dạ, người ta nấu em ăn. Người ta nấu em ăn. Đó là nhu cầu của bạn bên kia. Còn điều kiện của bạn là người bạn gái như thế nào? Nói chung người bạn gái của em là phải cao khoảng 1m55 trở lên là được rồi. Rồi. Không mập quá, không không nhuộm tóc nha. Không nhuộm tóc. Ủa lý do tại sao không thích nhuộm tóc? Ta nhuộm quyền không, của ta chứ. Mà nhuộm như là nhuộm màu tối tối thì được, mà nếu mà nhuộm màu rồi xong luôn thì bên đây vàng khè. Nhuộm highlight được không? Hai ba like được không? Dạ không. Không luôn hả? Thấy chưa, chị có thường nhuộm hai ba like đó. Tại sao lý do em không thích kỳ vậy? Tại nhuộm tốt vô nhuộm like đẹp chứ có gì đâu. Phụ nữ mà đó mà có nhuộm tóc hay là xăm người thấy nó làm sao sao á. Sao gì đâu, người phụ nữ hiện đại mà. Ủa em xăm hình này bao lâu rồi em? Dạ 2 năm chị. 2 năm rồi hả? Dạ. Trời, tại sao xăm? Rồi. Tại em thấy nó đẹp. Tại thấy đẹp nên xăm tiêu. Thôi rồi, thôi chết rồi. Không thích xăm mình coi xăm. Rồi bình thường mà em có sở thích gì? Dạ em thích đọc sách, thích đi du lịch, đọc truyện. Đọc sách đi, đọc truyện gì? Dạ em đọc truyện tranh á. Học truyện thiếu nhi phải không? Dạ. Để dạy cho mấy em, kể chuyện cho mấy em nhỏ nghe chứ gì. Dạ. Vậy là yêu trẻ con lắm đúng không? Muốn mấy đứa con nè? Em muốn nhiều đứa con lắm, nhưng mà nhà nước không cho nên em muốn 2 đứa. Muốn nhiều lắm mà nhà nước không cho đâu. Bây giờ thí dụ như em muốn sở thích muốn đẻ mấy đứa luôn thì đẻ được mấy đứa? Em đẻ chừng nào còn khả năng thôi. Trời ơi. Nè bây giờ bạn trai bên kia chị hỏi nè, bây giờ nếu như cái bạn nữ bên đây á là đáp ứng hết được yêu cầu của bạn hết trơn luôn rồi đó, mà bây giờ ta lỡ ta xăm lên cái tay ta rồi bây giờ làm sao đây? Nhưng mà vết xăm nhỏ hơn bự chị. Nó to. To đổ mồ hôi rồi. Bên đây đổ mồ hôi. Nguyên một cái con bò cạp. Trời ơi trời. Bạn muốn đẻ mấy đứa? Đối với em là 2 đứa là đủ rồi. Bên kia ta rồi đẻ coi như là hết khả năng luôn. Không không sao đâu, có gì giờ em tư vấn thêm. Tư vấn hả? Yeah. Nuôi mà vợ chưa nổi nó mình đẻ hết khả năng sao nuôi nổi. Trời ơi trời. Nghe nói giờ dân bên Long An đúng không? Dạ. Long An hát cải lương được rồi nha. Đi hát cải lương không em? Dạ em hát karaoke không chị. Hát karaoke hả? Nhưng mà dạ. Hát cải lương được không? Cải lương em hát được. Hát được làm câu nghe coi cái coi. Nhưng em không có thuộc làm sao em hát được. Làm câu thôi. Cho em 1 phút chuẩn bị bên đây hát trước.
Bên đây dân thành phố hát nè. Không anh, cái hát của em cũng Bến Tre, nếu mà đi qua Long An thì gần. Ồ, oh, Bến Tre à. Rồi Bến Tre cũng biết hát cải lương luôn, vô cầu dòng khổ nghe cái coi. Hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mới. Tình yêu quê hương không bến không bờ, nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ. Miền Hạ bây giờ chắc vui lắm phải không em? Mất mát đau thương càng cao giọng hát, thôi thôi đắng nặng lòng càng thơm ngát tình ta. Hát cà lương tôi khoái à, Nguyễn có hát cà lương tôi khoái à. Trời ơi sao em mà bình thường hả? Thôi em chịu đếp vế, anh hát hay quá trời ơi. Bên đây thua, bên đây người ta chơi từ sâm bồ cạp, sao hát giọng cổ được không? Mệt ghê. Rồi bây giờ để coi cô bên kia coi sao mà sâm bồ cạp. Tôi coi cái sâm cái cỡ nào. Trời đất ơi, sao mày sâm cái hình bự như vậy? Sâm bự cho người ta biết mình có sâm anh. À vậy hả? Dạ. Chết rồi. Ở bên đây là một chàng trai rất thư sinh, khoảng 45kg thôi, đừng có để hết khả năng nha. Dạ. Để không nổi đâu, để hết khả năng không lết luôn á. Rồi được được, coi vậy với sâm sâm với dễ thương lắm. Hay sâm dạ. Sâm cạp ngay cái tán này nè. Chào em, hát giọng cổ hay quá hen. Bến Tre có trồng dừa không em? Dạ có chị. Vậy hả? Ai đứng như bông dừa, tóc dài bay trong gió. Thôi được rồi, đủ rồi, mệt rồi. Được 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 em. Có điều giờ chị không biết giải quyết cái hình xăm em sao. Thôi giờ cho hai bên gặp mặt đi nha. Kéo màn lên. Chuẩn bị. Đưa hình xăm cho ta coi đi. Cảm ơn anh ạ. 2 phút bắt đầu. Anh ở Bến Tre, em nghe nói con gái Bến Tre xinh dễ thương lắm mà. Nhưng mà anh trai xấu quá à. Anh muốn hỏi gì hỏi em đi. Hỏi em dạy tiểu học hả? Dạ em dạy tiểu học. Rồi nếu mà nửa về Bến Tre em có về không? Anh chuyển cho em xuống dưới dạy được thì em về. Không, cái chuyện đó thì nếu mà được thì chắc ok. Nhà anh ba mẹ làm gì? Ba mẹ làm vườn trồng trái cây á. Vậy em về đó em có làm vườn không ta? Không, vậy với em chỉ đi dạy thôi. Vậy thì em chấp nhận được. Trời ơi. Còn gì nữa không? Nhanh, còn có 30 giây thôi. Nhanh lên các bạn. Anh hỏi gì hỏi lẹ lên đi. Hỏi lẹ lên đi. Hỏi đẻ gì đẻ dữ vậy. Thôi nếu mà đẻ thì mình có 2 đứa thì chắc nuôi đủ rồi. Dạ. Nhà nước chỉ cho phép em được 2 đứa thôi ạ. À, vậy dễ chăm sóc hơn. Dạ. Tại em nói vậy thôi chứ muốn xin nhiều cũng đâu có được. Hết giờ chưa anh? Cho nữa đó, thêm nữa. Cặp này dễ thương quá, nhìn nữa hai người nói chuyện nữa đi. Cái đó để tụi em tâm sự sao anh ơi. Thôi hết giờ. Chưa cặp nào dễ thương cặp này. Thôi mình đẻ 2 đứa thôi nha. Mua nữa cũng đâu được, anh nhà nước bắt có 2 đứa thôi. Và bây giờ là 3 tiếng đếm để các bạn nhấn nút hẹn hò với nhau. 1 2 3 Hết thời gian. Bây giờ anh chỉ có đường tập thôi, chứ không có cô gái hết rất là tươi tắn, dịu dàng ha, cũng có nụ cười rất là tươi, rất là duyên dáng. Được, em thấy cặp đôi này là em thấy em hài lòng. Bạn thấy sao?
Dạ thấy à, cũng được, cũng vừa cái mẫu người của em chọn. Thấy hạnh phúc chưa? Gật, nắm tay cái đi. Thôi cái đó để hôm sau anh. Thôi không cái đi. Thì cái ngay cặp thì đã gì đâu, cặp này dễ thương lắm nha. Không lẽ anh em không duyên được. Rồi, rồi chúc mừng các bạn.